Vâng, xin chào tất cả các bác nha. Hôm nay có một đôi loa Chu Sao Bát 30 ngày hôm nay lên sóng thanh lý cho tất cả các bác. Loa này thì là loa nó về lẫn với đôi loa Wutin thì nó có một đôi thôi. Thì ngày hôm nay bán thanh lý luôn. Hàng em chưa vệ sinh, chưa tút tát gì nha, đang còn ghi như thế này luôn. Đây, đấy. Đây căng của nó đây. Đấy, Chu Sao đấy. Thì loa đây thì đây là loa Bát 30 các bác nhá, thùng cân rất là đẹp. Đây. Đây có thùng cân này nhé. Đấy. Đấy, thùng cân có lỗ treo ở bên trên. Đấy, treo bên hông cũng có luôn nhá. Đấy, các cái lỗ treo. Đấy, còn phía sau đây thông số kỹ thuật em quay luôn, để em quay luôn cho bác cái màu đen của nó luôn. Này, đây là C5212. Đấy, C5212 Akuta C5212. Đấy, cái loa này thì nó không có ghi là công suất bao nhiêu cả. Này thì chắc là phải vào trong trong web của hãng chúng ta mới có được cái thông thông số kỹ thuật của nó. Cái này thì em có một đôi duy nhất thôi, mà hàng zin. Đây em sẽ quay cho bác xem cái tép của nó đây. Tép này tép của hãng BNC của Italia. Côn này côn titan dẹt các bác nhá. Đấy, côn dẹt. Tép này cực hay luôn. Loa này thì em chấm cái tép này là 10 điểm. Đấy, cái bát thì nó bình thường thôi nhưng mà cái tép này rất là hay. Cực hay luôn. Đấy, hàng xịn các bác thấy này. Các cái ốp của nó đang còn nguyên si luôn, chưa có một cái dấu hiệu của dị xét gì hết. Đẹp mỹ miều luôn. Rất là đẹp nhé. Đấy. Các bác mua cặp tép này bây giờ mua hàng bãi của nó là rơi vào tầm 4 triệu một cặp này. Hàng nguyên của nó đấy, một cặp ấy. Nhưng còn hàng mới thì tầm 14 15 triệu một cặp. Đây là tép BNC. Côn dẹt các bác nhá, côn dây tròn thì nó rất là rẻ thôi, nhưng mà côn này côn dẹt nó rất là đắt, côn titan. Đấy. Bát loa đây. Bát loa đấy. Loa này thì cái bát của nó thì độ nhạy rất là cao, côn nó bé. Đây có này. Đấy, màng rất là sâu nhá, gần 26 này, màng rất là sâu. Côn của con này là côn 65. Đấy, côn 65. Loa này thì độ nhạy cao, lòi rất là hay, nhưng mà công suất của loa này thì nó không được cao lắm. Loa này công suất là 300W các bác nhá. Đấy. Hàng này có tem QC bát này, 12-6. Đây là bát, đây là zin hết nhá, bát zin luôn. Phần tần đây, em quay luôn cho bác xem phần tần. Quay nhanh thôi tại vì là số lượng không có nhiều. Đấy, phần tần của nó đây. Nó có hai phần tần các bác nhá. Quay đây cho bác thấy rõ này. Đây. Nó có hai cái phần tần. Đây, một cái phần tần bên trong này. Đấy. Một cái bên trong, một cái bên ngoài. Đấy, hai cái phần tần. Đấy. 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 Đây các bác xem nhá, phần tần này, hai phần tần. Một phần tần loa bát và một phần tần của loa tép. Đấy. Loa nguyên bản như thế này. Loa này thì cái quần cảm này á, cái quần cảm này là của loa bát, thì cái quần cảm này thì nó là hình dài cho nên mà cái tiếng bát của nó là mức độ bình thường, không bạo lực, nó tóm lại là thế. Nhưng mà loa này cái lời thì cực hay luôn, lời thì rất là hay, em bao cho bác là lời hay, lời bao hay luôn á. Cái tép này thì rất là đắt tiền. Loa này là cái côn bát này nó cũng rất là bé. Đấy, côn này côn 65 thôi. Đấy, côn 65 cho nên mà cái độ nhạy nó rất là cao, tiếng hay. Đấy. Chứ nó không như cái dòng côn 76, côn 76 thì đánh nó sẽ bạo lực hơn, tiếng bát nó sẽ lực hơn, nhưng mà nó lời nó lại không bằng loa này. Đấy. Như ý là các bác để ý là bác nào mà dùng loa nghe nhạc chúng ta thấy là cái côn nó còn bé hơn rất là nhiều, độ nhạy nó rất là cao. Đấy. Cái 500 nó bé, cái côn nó bé nhưng mà cái độ nhạy cao, loa này thì độ nhạy cực tốt luôn. Đấy. Độ nhạy tốt, hay, màng xịn zin hết luôn. Đây là hàng chuẩn hết, zin 100%. Đây, Chu Sao thương hiệu của Đức quá nhá. Đây. Đấy. Có một đôi duy nhất thôi, hàng là zin hết cho các bác luôn, nguyên bản. Không có nhiều cho nên mà em chỉ đăng video nó nhanh thôi. Đây các bác xem lại này, thùng loa này. Thùng em chưa tốt luôn, thùng sơn sơn. Đây nó có một cái để bắt ốc vào đây, ta treo lên. Nó giống như loa DH ấy. Đấy. Nó giống như loa DH thôi. Này. Rồi. Có một đôi duy nhất cho đây mà bán giá nhanh cho bác nào. Bác nào có giá đảm bảo rẻ hơn loa bát 25 luôn. 6,2 triệu một đôi này. Đấy. Nhưng bây giờ bát 25 các bác đang mua cửa hàng em là 6,5 triệu, đôi 30 thì em thanh lý 6,2 triệu. Có một đôi thôi. Tại vì nói thật với các bác là nói là bảo là loa Chu Sao nhưng mà cái tem này tem em gán cho bác nhá. Nói rõ luôn. Cái này là tem em gán tại vì là cái tem này nó mất rồi và đằng sau nó không đề thương hiệu nên mà không biết là thương hiệu gì cả. Cho nên mà em bán em gá đạm một cái tem này em bán. Em gọi là loa Chu Sao đi.
Đấy, nhưng mà cái tép này tép của BNC xịn này, kinh nghiệm nhiều năm em biết này. Đấy, em để lại cả tép này là rất là giá trị này. Nếu như mà để lại cả tép này thì bán lúc nào cũng được, bán rất là dễ. Đấy. Loa này giống như kiểu thùng của loa DH Audio của Italia ấy, nhưng mà nó mất mất cái tem mà sau nó lại không đề tên. Đấy. Cho nên mà em gá cái tem này vào đây để cho các bác có cái tem thôi, chứ còn thực ra cái tem này không phải của nó bóc hết rồi. Đấy. Thì gọi là chua sao nhưng mà cũng không biết là thương hiệu gì. Em nói nhanh như thế cho các bác biết đấy. Bán cho bác 6,2 triệu. Bác nào lấy thì liên hệ với cửa hàng em nói số lượng này. Có một đôi gì nhá, không có nhiều. Đấy, thanh lý nhanh cho các bác nhá. Cảm ơn tất cả các bác.